Đây này. Làm thật không? Làm rồi, rồi à. Bên mình thì thắng, bên mình vui, còn bên này chắc là tập luyện trên sân, xong đến lúc về cầm mình được điều khiển đội bóng thì mình cũng nghĩ đến những chiến thuật được học trên sân. Vô chọn từng phía bóng, cảm ứng bóng trên sân.